ở ngoài dĩ giả rồi. Ở trong này mình làm tôm nấm chân ăn nè. Nấm chân. Đậu rồng nè, ngon hết sức không? Rau nè, bẻ ở nhà nè, vườn trong cái bên đây nè. Rồi hồi nó lên ra bẻ dài cộng bông súng nha. Rồi. Giúp thấy thêm vài cộng bông súng ăn với mắm chưng nữa cả nhà. Đây ngoài trời mưa rỉ rả từ sáng sớm tới giờ. Từ đêm hôm tới giờ. Trời nó buồn dữ rồi. Để mà cả nhà dùng cơm với vợ chồng Út Anh ha. Sắc rỉ rả rỉ hoài. Ngày giao nè. Dẫn. Rồi, mình cắt chuối nha. Cà tím này ăn với mắm chân ngon lắm cả nhà ơi. Sống nha. Hồi sáng ra kiếm cà pháo mà không thấy. Chuối này kìa, chú chắc không kìa. Ủa chắc rồi hả? Thôi là mấy lịch chưa? Ngon quá cả nhà. Tiêu nữa là xong ha. Giờ mình nhờ chồng mình đi hái vài cái bông súng vô ăn mắm chưng nghe cả nhà. Đang mưa gió quá làm mắm chưng ăn là đúng bài luôn cả nhà. Mưa rỉ rả nè. Ăn mắm chưng thì còn gì bằng nữa đúng không cả nhà? Giờ mình ra vườn mình hái vài cọng bông súng nha. Có bông súng nữa ăn là nhất cái nách. Để kêu ổng bẻ dài cái cọng bông súng này nó ngon nè. Đưa cọng bông súng lên coi. Đây. Đó. Bông súng non dữ lắm luôn. Bẻ dài cái ngói lục bình không? Anh lên cái cầu cây kìa, anh lụm lục bình á, kéo lục bình lên thấy. Lên bé. Đó.
đó, bông súng nhà luôn nè cả nhà ơi, nó non lắm. Rồi hái mới ngó lục bình nữa, kèm ăn kèm với mắm chân nha. Thôi thôi đem hôm giờ mua quá trời. Mấy cái cần câu cắm có không anh? Cá bự không? Vừa vừa. Rồi, cả nhà. Hôm nay dùng cơm với vợ chồng Út Anh và Lắc nha. Có miếng tiêu vô cho thơm cả nhà. Thêm mắm bông súng ăn kèm với mắm chân. Này, mưa gió quá làm mắm chân ăn là đúng bài luôn. Anh đang lặt hết bông súng. Mời cả nhà ăn miếng đầu rồi. Bông chấm mắm, mắm chân. Chưa được ăn. Nước mà đưa lên là nó vô nói là nói lắm luôn, cắt hình cắt ảnh luôn à. Rồi, lúc anh vlog đã làm món mắm chân xong rồi cả nhà ơi, mời cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Dùng cơm với Út Anh nha. Rồi.